Hello, xin chào tất cả mọi người. Như lời đã hứa thì bữa mình có up một cái video là vô trong cái tiệm supply này là mình mua. Thì có chị ở bên tiểu bang về chi nhà này, chị hỏi là cái tiệm đó ở đâu và địa chỉ ở đâu thì và bán những gì. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video chi tiết và mình quay tận cảnh tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người xem ha. Cũng như là để coi mọi người muốn biết địa chỉ như thế nào thì chút xíu nữa em sẽ quay cái địa chỉ và em để lên trên cái video cho mọi người thấy luôn ha. Ok, bây giờ mời tất cả mọi người cùng theo chân em nha. Rồi, bây giờ trước tiên là mình sẽ đi vào đây. Mình đi vào đây ha. Tiệm mở cửa từ chủ nhật. Rồi, đó, đây, giờ mở cửa của tiệm ha. Rồi, trước tiên là các bạn vào tiệm là bước vào cái dàn này là bột ha. Đây, sơn thường. Bên đây sơn thường ha, và có tất cả các màu ha, đó, rồi bước qua đây á, là cũng là bột, bột nhúng, bột đắp gì đó. Đây, nguyên một dạng bột các bạn có thể tha hồ mà lựa. Đây là mẫu nè mọi người. Rồi, đây, bột. Đây là quầy hàng. Dạ, xin phép tuần trước rồi. Quay video mọi người phải xin phép, em xin phép. À, em chỉ quay đồ thôi, em đang quay người. Quay chúng người là phải xin phép. Người ta có lo suốt trong cây phong kia và xôi. Sắp 3 giờ đó. Em xin phép bên này chưa? Rồi, anh đó ở chung nhà, không cần xin. Nhưng mà phải xin trước. À, không cần xin. À, ở đây á, là à, mẫu như bữa mình cũng nói với các bạn á, đây là những cái mẫu ha, thì người ta qua làm sẵn thì để đây. Rồi à, đây là kim chiến, cái loại gì đó gì bữa chị nói mà quên tên rồi. Rồi tiếp theo đây là có nguyên một cái vàng đít các bạn, đó, nguyên một cái vàng đít luôn và treo. Mọi người có thể tha hồ lấy mẫu deep rất là đẹp, mấy cái màu đẹp lắm các bạn. Đây nè, có tất cả các màu treo nè ha. Rồi bên đây cũng dài dàng deep luôn à, ha. Rồi dài xuống dưới đây, dài xuống dưới đây là treo, bên đây cũng là treo các bạn. Rất là nhiều mẫu treo rồi loan à, treo này treo đi gì đó TNT. Đó, rồi đây là spa, đồ của spa. Rồi đây các bạn thấy không, có rất là nhiều loại luôn. Và cái nước ngâm chân nữa. Đó, mình sẽ đi dài xuống cho các bạn xem ha. Rất là nhiều mẫu. Đó, đây nè. À, chủ tiệm nail có thể vô đây tha hồ mà lại cần, cái gì cũng có các bạn. Khăn còn này là dép ha, đồ nhét chân, rồi mấy cái hộp spa massage, rồi nguyên cái dàn bên đây là lưu huỳnh, rồi mấy cái dầu massage đó, mọi người thấy rất nhiều đúng không? Đó, họ đa loại tất cả mọi thứ luôn. Rồi ở trên đây á thì mình sẽ quay tiếp trên đây cho các bạn xem, có bán cái đồ ghế ngồi nữa mọi người. Ghế này là 2.100.000 các bạn. Ở đây có nhiều cái mẫu bồn đẹp vậy ha, nè bán bàn nữa, đây nè cái mẫu bồn này cũng đẹp. Ở đây là kệ đựng nước sơn. Ở đây họ có làm đèn nữa. Hello. Mua bắt người ta trả không ha? Ờ, anh trả tiền đi, em làm mỗi tối mà. Đây là địa chỉ nha các bạn. Các bạn có thể đi đến đây và mua đồ ha mọi người ha. Ok, bây giờ quay sơ lược một tiệm nữa rồi. Thân chào tạm biệt mọi người nha. Máy này thôi. À, máy của mình đó anh. Rồi đây, no.
Thank you.